Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ giảm từ 7 cho đến 10% mức tiêu hao nguyên vật liệu của các ngành sản xuất, 100% khu cụm công nghiệp, làng nghề được nâng cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững, 100% siêu thị, trung tâm thương mại sử dụng sản phẩm bao bì thân thiện với môi trường. Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Công Thương chủ trì triển khai các hoạt động, nhiệm vụ để thực hiện mục tiêu trên. Chương trình với 4 nhóm nhiệm vụ chính gồm xây dựng và hoàn thiện chính sách về sản xuất và tiêu dùng bền vững, xây dựng mạng lưới liên kết sản xuất, hợp tác sản xuất và tiêu dùng theo chuỗi vòng đời sản phẩm, xây dựng và phát triển mạng lưới liên kết hợp tác bền vững giữa các cơ sở phân phối bán lẻ với các nhà cung cấp về sản phẩm thân thiện môi trường, về xây dựng các tài liệu tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, các mô hình thực hành tốt về sản phẩm, sản xuất và tiêu dùng bền vững. Chương trình chia làm 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 2021-2025, mục tiêu sẽ giảm 5-8% mức tiêu hao nguyên vật liệu của các ngành sản xuất như dệt may, thép, nhựa, hóa chất, xi măng, rượu bia, nước giải khát, giấy và chế biến thủy sản. 85% các siêu thị, trung tâm thương mại phân phối sử dụng sản phẩm bao bì thân thiện môi trường, dần thay thế cho túi ni lông và các sản phẩm bao bì nhựa dùng một lần, khó phân hủy. Đến năm 2030, hoàn thiện các mục tiêu của chương trình.